Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em test và giới thiệu đến quý vị con Amly đến từ châu Âu, và chính xác nó là đến từ Hungary. Những chất âm của những dòng này thì quý vị thực sự là rất bất ngờ với chất âm của nó. Thì cái vỏ này là nhựa thôi quý vị ha. Nhưng mà linh kiện bên trong vì ha, tầng phụ nội trái bí rất lớn ha. Đấy. Linh kiện quý vị rất là xịn sò ha. Đây quý vị xem ha. Nó đánh 4 con thang ha. 4 thang cho cái chất âm rất là ngọt. À, quý vị ha, rất xịn sò luôn những con. Quý vị có thể dùng dắt bắp chuối hay là dùng dắt chuyên dụng của Đức nha. Và thì khi lấy em đi thì em sẽ tặng quý vị một bộ dắt như thế này để quý vị về chỉ việc cắm vào sử dụng thôi ha, không cần phải tìm gì nữa hết. Đấy. Đôi khi thoáng trao 215 model 215 nha bạn, biên 215 Hungary nha, Hungary. Em đã dừng đâu đó. Để em dở cái tem nhôm cho mình xem ha. Đây. Ở dưới đây rất đẹp nha. Đôi khi làm muối. Mấy giờ Hungary. Điện 220, những con này thuần châu Âu hết ha. Và mới với mức giá rất là dễ chịu quý vị. Đấy, quý vị mang về sưu tầm ha, rất là ok. Con này thì giá hôm nay em bán là 5.3 triệu quý vị, 5.3 triệu bao ship toàn quốc quý vị, giảm 500k ha. 5.3 triệu đã giảm 500k rồi. Đây là quý vị về sở hữu, mức giá cực kỳ tốt để quý vị về chơi. Quý vị có thể ghép với những đôi loa đồng trục toàn giải, những dòng tăng noi, những dòng AR, đấy, những dòng KLH đánh rất là tốt quý vị. Những dòng loa Mỹ cổ hay những dòng loa Âu đó, nó đánh không ngán, đã rất là hay, ngọt. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.